Nên em xin chào thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe. Thầy có nhiều sức khỏe để thầy còn có thời gian hàng năm thầy sang đây thầy bổ túc cho chúng em nâng cao cái trình độ của tạp chí Liên Tâm, cũng như là thầy cũng có những cái phát minh mới để cứu giúp bà con ở khắp thế giới, người Việt cũng như là vài người này trải qua một cơn bạo bệnh mà đáng phải tự giã cái này rồi, nhưng mà vẫn là sống lại được. Em xin lưu ở đây cũng xin chúc bạn tạp chí Liên Tâm của thành phố Đen, thành phố Đô Bì, và xin chúc tất cả các bạn huấn luyện viên, các bạn anh các chị từ mọi miền của trái đất này để quay về đây cùng chung sức giúp đỡ bà con để vượt qua những cái nỗi đau mà không đáng để đau. Em thì xin báo cáo với thầy với cả các cái bạn hội viên tạp chí Liên Tâm ở đây. Em thì chỉ chẳng có bệnh gì, nhưng mà thực ra mà nói là bị ngứa ngáy rất lâu rồi, ngứa ngáy từ cổ xuống đến mắt cá chân. Thực ra em cũng chưa tin thầy, mặc dù em về Sài Gòn em mời. Thực ra năm trước em đến đây em chỉ chơi, chỉ có bán phép thôi. Không, cái đấy là thực sự, em nói là thực sự. Nhưng sau năm 2015 em có về Việt Nam một lần nữa, cũng chỉ đi chơi thôi và đi tắm biển, cũng vẫn không tin thầy. Thực sự là muốn đi theo thầy nhưng vẫn không tin thầy. Và sau đó quyết định đến cuối năm 2015 bắt đầu chuyển đá. Nhưng mà kèm theo đó, cái bản thân cũng muốn sám hối với cái cuộc đời này, trường đá và ăn chay. Không phải nói, phải nói hết, báo cáo hết, chứ không nửa chừng. Tâm là cái nếu mà nói như thế là không nói đúng thật cái lòng tin của mình thầy ạ. Thế thì trường đá đến giờ phút này thì cách đây khoảng hơn một tháng về đó, phải nói hơn một tháng thì không ấy, nhưng mà cũng cái phần đấy thì cũng là hết bị ngứa thầy ạ, mà hết cỡ khoảng 90%. Bây giờ nó chỉ còn lại những cái gọi là cái di, gọi là cái gọi là cái di chứng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà từ cổ, tức là trong tất cả các bộ phận, kể cả bộ phận ở trong các cái ngứa này nó cứ đắt chăng là ngứa, nhưng bây giờ hoàn toàn là trường đá, là ngủ ngon, ngủ lúc nào không biết, đúng như lời thầy nói, lúc này bây giờ mình mới tin, gọi là tạm tin thôi chứ chưa tin nào. Không, cái này nó thật, còn phải có thời gian để chứng minh điều này. Đấy thì cũng là em thì cũng chẳng thể nói gì hơn, lòng tin bắt đầu được cảm nhận đây là dần dần nó sẽ thành sự thật. Nhưng mà sự thật này nó cũng phải theo năm tháng và theo cuộc đời của em còn lại. Nhưng mà em khuyên tất cả anh các chị và mọi người nên sử dụng cái viên đá này làm sao để cho nó hiệu quả nhất và nó có cái có một cái sức khỏe tốt nhất để mình đi bên này mình kiếm ăn để làm giàu cho đất nước Việt Nam. Chứ không làm gì cả. Và có, nếu có điều kiện thì anh các chị nên làm những công việc từ thiện khác mà tốt hơn. Em thì cũng chưa làm được nhiều, chị biết em chưa làm được nhiều bằng các chị được. Nhưng mà đấy là vì điều kiện của từng gia đình, điều kiện của từng hộ kinh doanh một. Nhưng mà em phải nói thẳng như này, phải nói rõ hơn đi nữa là khi trường đá mà có rất nhiều cái hiệu ứng xảy ra. Thí dụ như thầy hôm qua thầy nói là khi mình trường đá là đi giải ra mùi rất hay, đúng thật, nó có hay, nó có mùi như thế, thì chứng tỏ là nó có sự đào cảm ra. Đấy là cái thật. Đấy. Và khi mà mình ngủ ấy, thực ra mà nói là nếu như người nào mới trường đá, thầy cũng nói, nhưng mà nói thầy nói nhưng em vẫn phải kiểm duyệt qua cái lời thầy nói ở bản thân em xem có đúng không. Chứ còn bây giờ nói mà bây giờ mình không thực hành mà mình không làm gì đấy thì nó cái sự thật đấy nó không là sự thật. Đấy, nó phải có thời gian. Nhưng mà khuyên mọi người nếu mà mới trường đá thì trường thời gian ít thôi, làm nhiều quá là nó phồng ra, là nghỉ bụng thôi. Nhưng mà báo cáo với thầy một lần nữa nhé, là khi mà em chưa trưởng đá và người em rất sổ sề, phải nói đúng từ sổ sề với phụ nữ, là khi mà leo dốc thì rất mệt và đi và bị thở ra. Nhưng mà khi trưởng đá trong vòng 6 tháng nay, con người săn lại, ăn ngon ngủ yên đấy,
và ngưng ngày không còn nữa. Và em hy vọng là nếu như em vẫn theo thầy và tin cái điều đấy là sự thật thì em phải chứng minh bằng cái là sức khỏe em, thầy sang thăm, thầy sang đây và tất cả bà con mọi người trong đó có bản thân xin em là nó sẽ được khỏe mạnh hơn và cũng là trông nó tươi tắn hơn bây giờ. Nhưng mà như năm trước với năm nay em cũng cảm thấy như thế là nó cũng có thêm dồi dào sức khỏe. Và sau đây thì em cũng chỉ biết báo cáo sơ bộ như vậy thôi. Và nếu mà sau một năm nữa em cũng lại tiếp tục em chuẩn đoán và em báo cáo thêm, bổ sung thêm cái vấn đề này của em, kết quả của em. Rồi, xin cảm ơn. Một lần nữa em chỉ biết là xin cảm ơn thầy và tri ân. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.